Lâu. Rồi, chuẩn bị rồi, anh Vịnh em ơi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video mới vui vẻ nha. Ở video này thì sau khi anh mắt hai Vịnh đó là bánh trung thu đậu xanh và bánh trung thu thập cẩm. Thì hôm trước thì Khải đã reset bánh trung thu thập cẩm Khải anh rồi. Thì đó là Vịnh tiền xu á. Còn lần này thì Khải reset bánh trung thu đậu xanh thường nha anh em. Đậu xanh là bánh tiền vạn á. Reset 100 vạn này. Đó, reset để bắt đầu ăn tiếp 1000 cái nữa. Để up cấp hôm nay là lên một cấp 111 nha anh em. Đó. Rồi, reset này, đó, giờ bắt đầu reset xong rồi giờ nó quất thôi anh em. Đó. Nói chung là một một nhân vật chỉ được anh hai lần thôi. Một lần full thì đậu xanh với là thập cẩm và sau đó chúng ta sẽ reset 100 vạn và reset 500 vạn sẽ ăn tiếp thêm một lần nữa thì full. Và lần này thì Khải reset cái bánh tiền vạn là Khải ăn nữa là full rồi nha anh em ơi. Còn cái thập cẩm lúc trước Khải đã reset hai cánh rồi. Thì bây giờ thì Khải ăn mấy cái này nữa khoảng được cái gì đây. Nói chung hôm trước là được 15 cái lần bài boss đó nè. Anh cái này được 15 lần bài boss đấy. Và lần này biết ăn được gì không đây. Khải qua mùa may mắn qua tử các kiểu à. Cánh đi lộng hành đi anh hay anh em ơi, thấy đâu may mắn nào ta. À đâu. Nhưng là mình đổi ISO đã. Đổi ISO muốn cục quốc tử. Đổi ISO muốn cục quốc tử. Quốc tử cánh may mắn cho nó hơn tí nè. Rồi. Quốc tử đâu? Đây, 60 ISO. Đó, hôm trước anh được 15 cái lận anh em, 15 cái lệnh bài boss lận. Lúc này anh được bao nhiêu đây? Lúc này anh được bao nhiêu đây? Chưa biết được. Giờ để xem. Rồi. May mắn nhờ, ok man. Rồi. Bắt đầu đi nốc thôi. Anh em đang xem thì ủng hộ video anh Evan Khải một like chia sẻ chơi nha anh em. Nói chung bữa giờ Khải anh Evan khá nhiều ấy. Nói chung là Evan cũng ok, tầm nào tầm này cũng vậy. Anh Evan lời kinh nghiệm khá là nhiều. Đầu tiên Khải sẽ lên hồ sơ. Hello Nguyễn Văn Tiến, hello em nha. Hello anh em. Rồi là mời bot đánh chưa? Hello chào Văn Huy nha. Chưa anh em ơi, làm bot đánh gì tầm này đâu, tầm này Khải thơ người không có nè. Khải thơ người không ai đánh đó. Nên là không đánh được. Ôi, đông thế. Trời ơi, trên này đông quá nồi. Rồi ok, bắt đầu ăn nè mọi người ơi. Hôm nay thì ăn một tí thôi, nên là cũng không có dự đoán gì cả. Ăn có 1000 cái thôi nè. 1000 cái event này thôi. Rồi, up cấp nha mọi người. Vô. Một lồng đèn. Ôi toàn lồng đèn, lên bài boss đâu, lên bài boss đâu. Tầm 100 cái mà không có gì là nhảy ấy. Tầm 100 cái mà không có gì là nhảy chỗ khác ấy. Ôi cha cha, chú gì luôn. Ok, nhảy là được luôn anh em ơi. Thành đô bách, một cái lệnh bài boss rồi. Cố gắng kiếm 15 cái rồi, 15-20 cái rồi đó rồi. Đó, anh em thấy Khải đang nhấp tay không. Đó. Ở bên này thì cứ một cái là 1 triệu nè, 1000 cái sẽ là được 1 tỷ kinh nghiệm nha. Tỷ kinh nghiệm, đồ này up cấp rồi đấy, vừa up cấp luôn ấy, vừa chuẩn up cấp luôn anh em. Được khoảng 15% thôi. Anh Phương bên này khoảng được 15% thôi. Vừa up cấp luôn ấy. Ui, 200 cái rồi. Vãi lên. Càng như gia đàn vậy. 200 cái rồi anh em. Vẫn chưa ra cái lần boss thứ hai. Ra đi anh em. Hai cái ok. Mình ăn được cái nào là ăn được 1-2 cái là mình đưa chỗ khác liền nè. Đã được 250 cái. 3 lần bài boss. 3 lần bài boss rồi. Lên nào. Lên nào. Lên nào. Đứng luôn, không lên luôn. Đại lý. Ồ, đại lý sao mà đông vậy? Phụ qua đứng luôn rồi. Ok man. 3 lần bài boss rồi, lên nào. Lên. Hôm trước nó 15 cái lận. Lên. Chưa ra luôn cái nào luôn. Đứng 3 cái rồi, lên. Ồ, chua dữ ta. Ồ, thằng này anh có vẻ khá là chua nha. 4 cái. Rồi, 4 cái, mới 4 cái thôi. Cơ hội còn thở là còn gỡ nè, còn thở là còn gỡ. 4 cái rồi,
Lên đi, lên đi. Lên đi, mới cái 4 cái thôi. Cố lên. Rồi xong to rồi em ơi. Đậu xanh 500 cái mà mới cái 4 cái thôi. Ôi, con này hơi bị đen 5 cái. Rồi cố lên, 20 mấy cuối cùng, lên thêm cái nữa. Lên thêm cái nữa, đẹp nào. Lên thêm một cái. Ok, 6 cái. Ok, ok, ok. 6 cái rồi, 6 cái này. 500 bánh được 6 cái là tỷ lệ trên 12 cái rồi. Lên 12 cái rồi. 12 cái trở lên rồi. 500 cái cuối cùng. À, đó, 7 cái luôn anh em, 7 cái rồi. Tuyệt vời ông bị trời luôn. Tuyệt vời ông bị trời luôn. Còn không, lên nào. 7 cái rồi. 7 cái rồi anh em ơi. Lên trên 10 cái rồi. Đủ hôm trước 15 cái lập kỷ lục. Hôm nay mình lập kỷ lục, không biết này lên được nhiều đây. 7 cái thôi, mới 7 cái thôi. Lên. Nảnh nào. Đủ chết 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 chết. Lên. Ôi ôi, mới 7 cái. Ok, 8 cái rồi, 8 cái rồi. 8 cái rồi bà con ơi. Sắp bốc cốc rồi. 8 cái rồi, lên đi. Lên. Thêm cái nữa đi chỗ khác nào. Thêm một cái nữa đi chỗ khác nào. Nành, 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 nành. Nành, 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 nành. À, đậu xanh không có gì luôn trời. Toàn lông đen thường không vậy. Nành, nành. Ui, thôi, 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 thôi. 4 cái cuối cùng, đi. Thêm 10 cái nữa đi chỗ khác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, toàn rồi, 8 cái rồi. 8 cái rồi em ơi. Quay lại phần thường. Này thấy phần thường hơi ngon. Lên. Lên. Ồ, một thành đi 20 cái nha, một thành đi 20 cái nha. Lên, đủ không lên luôn. Bạn 30 cái luôn. Trời không lên luôn trời. Không lên cái nào luôn. Canh này. 30 cái tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ồ không lên luôn. Không có cái nào luôn. Trời lên. Trời mới có 8 cái đứng đơ luôn rồi. Ui. Không có luôn nè, vãi nồi. Ây cha, canh vãi. Giờ cái nước bình cân vậy, bình cân vậy. Bình cân kiếm vậy. Lên. Đó, lên lụt. Đó, im lên hai cái lần luôn. Lên. Trời ơi, không có luôn. Hello Thanh Đào vậy. Đậu xanh. 9 cái rồi nè. 9 cái rồi. Ui, canh vãi. Oh, 10 cái. Ok fan. Thêm cái nữa đi, thêm một cái nữa đi. 10 cái. Bụp. Trời, không có luôn, 10 cái rồi. Rồi, trước nãy giờ đi được Lâm An, quay lại Lâm An. Đi được khác. Đó, 12, 13 cái rồi. 1, 2, 3, 4, 11 rồi. Cố lên. 100 mấy chục cái cuối cùng nữa, thêm một cái nữa nào. Một cái nữa, hai cái cũng được. Oh, yeah baby, 12 cái rồi. Thêm hai cái nữa. Đồ, đứng rồi em ơi. Nhảy thanh khác, không ổn. Giờ thành đồ. Đồ tay đi. Hai cái nữa. Lên. Đủ không lên. Lên. Đồ, còn trăm cái cuối cùng. Không ra luôn em ơi. Nặng muốn gãy tay luôn em. Ok, giờ chạy ngồi thành đứng mỗi thành 20 cái đi. Mỗi thành 20 cái đi. 12 cái rồi, khá là êm rồi em ơi. Cố gắng hai cái nữa đẹp em. Trong 100 cái này mà ra hai cái là ok tuyệt vời luôn. Khui. Rồi. Không có luôn. Không có luôn, đậu xanh. Rồi, tiếp tục, hai chục cái. Lại chạy. Trời, không có luôn em, đậu xanh. Đi lại lấy bác đây. Ơ, lại lấy này đi rồi. Mình gọi Tương Dương vừa đi rồi. Đồ, còn 60 cái cuối cùng nữa. Biển kinh, mình sẽ đi biển kinh tay. Hello, Nhật Mặt Phạm nha. Đồ, còn... ba phát nữa. Hello Dương Vũ nha. Lên. Đủ mấy 12 cái ta. Lên. Đậu xanh. Lên. Trời ơi, còn 20 cái cuối cùng. Ôi, kiểu này ít hơn lần trước rồi nè. Đủ lần trước đến 15 cái lận. Đủ lần này mới 12 cái đứng bóng rồi ta. Lần này 12 cái đứng bóng rồi nè. Chết rồi.
Anh em đang xem ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Event này thì vừa ép thì nó tốn khoảng tầm 5 kim anh em. Điểm tốn kim thì mình tự có rồi. Nên là tốn 5 kim. Lên! Đâu! Yeah baby! Ok. Được 13 cái anh em à. 13 cục. Cũng khá là êm rồi. Êm rồi. Ok, giao dịch. À, 13 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 cái tuyệt vời. Tuyệt vời ăn mệt chơi. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha em ơi. Một like chia sẻ ủng hộ nha em ơi. Sau này có ăn thêm event nào thì Khải sẽ tiếp tục làm video up cho anh em xem cho vui nha.